tôi có đi ngang có thể đề làm phù thạch, trong phù thạch trong lịch sử là có cũng dữ lắm. Phù thạch, phù tên tuổi ngày xưa rồi. Phù tài nước cho ta đi qua đây thầy. À, ừ. Ừ. Đó, đó. Hôm nay thầy nói cái cuốn gì ở đây mà nhắc đến cái chùa này nhỉ? Của Thái sư Thái Kim Đỉnh. Thông tin. Đây đây đây. Thái Kim Đỉnh. Cái cụ đó là chứ đó. Ý lại gần như hầu hết cái chùa ở tại 400 mấy 300 mấy. 400 mấy chục ngôi chùa đấy. Phật bộ chữ gà mình muốn được muốn không nên hoạt cụ báo chú ơi cụ đi nói kia cho bà chơi đây riêng cho bà các bạn đây đứng về hòa thượng ông có tên gì con gái con trai Dương Văn Ngọ hả Dương Văn Ngọ à Dương Cao Đông Ngọ. Bao nhiêu tuổi? Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 70 tuổi. Không, Dương là con của ông Ngọ, đúng vậy là thì ông con là đẻ 4 đứa con gái. 4 đứa gái thì đứa thứ 5 là coi như trai. Nhưng mà đi siêu âm là cứ tưởng là coi như gái. Nào thai ra mà trai. Ông là cái nghiệp thế là cái nghiệp nó khiến gì tao chắc do ở được chùa đấy ở được chùa xin cái thợ Huế mà để đấy đấy được thành công nắp cái đang mình nói đình mạng tự hữu mạng mình đeo cái chủ nghĩa đình mạng nhưng mà nói rằng là sinh tự hữu mạng không phải muốn sống được cái muốn chết được sinh tự hữu mạng sinh tự sống chết là không được chùa đâu bạn ơi. Hôm nay hòa thượng về cũng là con mượn nhà 5 năm hôm nay trả nhà họ để xây chùa hôm nay là con chuyển nhà. Nên là nhân duyên cho nhà con mượn nhà 5 năm này. Mượn nhà dân ấy ạ. Để làm chùa 5 năm rồi. Nhà dưới đấy à? Dưới nhà dưới kia đấy ạ. À thầy về đây bao nhiêu năm rồi? Con về năm 2017 là con đi qua nhưng mà con 2018 là con mới sang đây bắt đầu xây dựng. Bắt đầu 18 là bắt đầu xây dựng này. 18 từ 18. Mới quá nhanh mà thầy. Lần trước con đi trước qua cái chơi mới lại đây. Đây chỉ một cái gò đất thôi. Chứ còn không phải. Lần trước khi như cả quanh như thế.